Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chiều nay chúng ta sẽ ăn món bát tê mọi người, bát tê nam mọi người, với dầu dầm với chanh mọi người, chanh nấm mọi người, như nước uống trà đá mọi người, trà lá xanh, muối tiêu mọi người, thì bát tê dầu dầm mọi người, muối tiêu với chanh mọi người, chanh nấm. Đi trà đá mọi người, trà đá, trà lá xanh mọi người. Mời mọi người vô ăn nha mọi người. Mì tiêu mọi người, dầu dầm nhìn dầm mấy kia mình chanh mọi người, chanh nấm mọi người, có cái nấm này nè mọi người, chanh nấm mọi người, tay chạy lộ mọi người, tiếng Nhật nó là bát tê nam mọi người, bát tê nam là nam hay gì mọi người không biết phải không? Người đi ra gần giòn luôn. Nhìn dưới gì cái châu dâm luôn. Bà tê này ăn với bánh mì mọi người, mì bà tê cho lộ á đó. Đó ai ăn mà không ăn với cơm mọi người, ai ăn với cơm nhiều người. Ngon mà mì ra ngon. Cùng lên cám nè, chà thơm mọi người, cũng thơm. Bà ta người dai ngon mọi người, chấm với muối tiêu mà, dầu dầm muối tiêu, dầu dầm với chanh với bà tê dầu dầm. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.